không thích cờ quan này ha. Ta nói cho mấy đứa bay mà chúng thanh niên chứ mà Phật tử không thích cờ quan nghe. Trời trừng phạt ổng. Ổng chỉ nói ông thầy tao đó. Ha, ta nói nè, luôn con Phương Hằng luôn. Ta cho mày nghe nghe Phương Hằng. Ổng chỉ nói ông thầy tao là cái thằng ba trợn. Mà ổng tan nhà nát cửa đó. Ha. Rồi ổng nói bây giờ á là từ lâu rồi, ta không muốn nói câu này ra. Ổng nói ông thầy tao thêm câu nữa. Tại vì cái lòng của Hằng thích cờ quan đó, nó gian ác, nó tu mà nó gian ác. Tại cũng như như mày vậy đó Hằng. Mày cái miệng từ thiện mà cái lòng mày gian ác á. Nói ông thầy thích cờ quan nói sao à, nói chuyện mà cười à, là cái lòng nó ác lắm. Là bây ta nói ha, ổng nói ông thầy tao. Tại ông thầy tao ai nói thì nó cũng cười chứ. Bởi ông thích cờ quan á, nó chỉ lòng nó biết thôi. Chứ còn ngoài văn của nó đó, chứ Phật tử của nó đâu ai biết. Với mấy cái đứa chúng thanh niên nó cũng đâu biết. Chỉ là thích cờ quan nó biết thôi à, nó không nói ra nhiều, nó nói cười. Cái người mà cười lấy lòng gian ác, nó ông thầy tao đó. Bởi vậy á, coi có nó ai ác. Mà cũng như gậy ông mà đập lưng ông này. Cũng như mình nói người ta ác mà trở thành mình ác. Đó, mình hại người ta, bây giờ hại mình. Bởi vì ông Phật có nói một câu, chữ người mà người không nhận đấy ha, là mình nhận hết. Mà chữ ngưỡng người ha, mà đắc quả đấy ha, là bao nhiêu của bao nhiêu chữ của người đắc quả đấy ha, là cái tiếng của mình chữ là trở về hết trơn, trở về cho mình chứ. Là mình ha, tan nhà nát cửa ha, tanh bệnh chân. Tao nói cho thích cờ quan nè, nó bây giờ ha khui bài đó, nhà nước khui bài đó. Rồi á, tao nói cho mày nghe Hằng, mày là độc ác. Con Phương Hằng độc ác. Nó nói á, là nó kêu ông thầy á, Thích Minh Tuệ là ông thầy, là nó à, nó coi trọng ổng. Nó nghe nè, tao đâu có cần mày coi trọng ông thầy hay không. Ở đâu mày kêu ổng bằng cái gì cũng được, bằng thằng cũng được, ổng cũng đâu có nói. Mày kêu ổng bằng cái gì cũng được trơn á Hằng. Mày muốn lật đổ chính quyền hay muốn làm gì làm, mày đừng có lo ông thầy vô. Ổng đi tu rồi. Còn mày muốn lật đổ hay mày muốn làm gì kệ mày. Mày muốn muốn thay chính quyền, mày lên mày với thằng chồng mày á, thằng chồng mày làm chủ tịch nước á, rồi mày á làm bà chủ tịch nước cũng được, cũng không ai nói chứ á. Tại vì á, mấy cái người theo mày là người ta thiếu não, cũng như thích cờ quan vậy đó. Tới ngày đụng chuyện là nó cũng dẫn binh. Mà tao nói ha, cho tụi bay biết, tu á là không ai tu được đâu. Mà làm giàu á, tao làm giàu được. Có thể tao dụ gạt người, có thể tao đọt của người ta, tao làm giàu được. Nhưng mà tao không có đọt cái tu của người ta để tao tu hành được. Tao cho tụi bay biết đó. Hiện bây giờ con Hằng, con Nguyễn Phương Hằng đó ha, nó có thể giàu được, nhưng mà nó tu không có được. Nó tu không bao giờ được. Tại sao nó tu không được? Bây giờ người ta đắc quả đi, nó đâu có giành cái đắc quả người ta được. Thì người ta đắc quả, người ta đứng trên cao tòa sen. Còn nó đứng ở đâu? Địa ngục. Hai cái đó thôi. Một cái tòa sen, một cái địa ngục. Nó kiếp trước nó có căn tu, kiếp này nó phải làm điều tốt thì nó mới được lên đứng kế tòa sen đó, đứng dưới giò đó, dưới giò ông Phật. Còn như bây giờ á, nó gủa xả người tu. Nó nói ông thầy tu Thích Minh Tuệ á, là ông tu cho ổng đúng rồi, chứ không lẽ ông tu cho mày. Rồi bây giờ ta hỏi mày nè Phương Hằng, mày giàu cho ai? Mày giàu cho mày, chứ không lẽ mày giàu cho dân chúng hả? Bây giờ mày nói á, mày giúp dân chúng. Bây giờ tao đề nghị đi, mày mua một tỷ bao gạo. Giờ tao không đếm ngàn nữa, tao đếm tỷ bao đi. Mày cho những cái người nghèo thôi một bao gạo, một thùng mì thôi. Đừng cho tiền, một bao gạo, một thùng mì thôi. Là người ta tôn thờ mày rồi. Mày chịch ra cái mày nói mày đem lại vô Hằng Hữu mổ tim. Nói nghe nè. Rồi cái Hằng Hữu con mày đó, hồ nó ăn sinh nhật đó. Thế tao nói cho mày nghe. Là tiền của bá gia bá tánh cho, rồi đem cứu trợ cho nhà nước. Chứ không phải tiền của mày. Mày muốn làm nổi thay gì mày muốn không xuất tiền mày ra mày làm sinh nhật, mày làm đám này làm kia cho cái những cái người mà ăn với mày. Ta đi vô đó đó, người ta cho tiền con mày đó sinh nhật đó. Rồi mày lấy cái tiền con mày để mày nói à, nè Hằng Hữu nè, có bé có 10 tuổi 11 tuổi đó, bé là từ thiện. Tiền của ai vậy? Toàn là tao thấy mày lấy tiền của từ thiện của người ta ha. Chính mà tao thấy rõ ràng đó là mày sinh nhật con mày đó.
Coi bây giờ mày nói là mày lên mày nói là hở ra mày từ thiện chỗ này chỗ kia, mà người ta lại xin tiền là mày không cho. Thử thời bây giờ ai lại xin nó thử coi 2 triệu nó cho không? Mà gặp nó không? Đó. Nó mấy cái thằng mà bở đích đó đó. Mày có nghe con Phương Hằng nói không? Tao nói cho mày nghe nghe Phương Hằng. Tu ha là tu rất khó. Chứ giàu rất dễ. Giàu dễ gì lắm. Tao bây giờ ha, tao đi gạt người ta đi, hay là tao đi gạt nhà nước, hay là tao lấy tiền như bà Trương Mỹ Lan vậy đó. Ha, giàu dễ lắm. Bà Trương Mỹ Lan mày không đựng góp giò bà này. Đó, tao nó gạt ta không đó. Bà giàu giàu được. Hỏi bà tu, bà có tu được không? Không. Tu đâu có được. Tu khó dữ lắm. Nó rất là dễ nhưng mà nó khó. Thử mày á, đi giò không á, giống ông thầy Thích Minh Tuệ, tao đi một ngày thôi. Mày đi 10 cây số thôi. Khỏi cần là mày đi hết ngày 10 cây số thôi. Thử mày làm được không? Thử thời á, mày tối mày ra gốc cây ngủ, đêm tới sáng thì có được không? Trời ơi, mày vô tù có nhà có cửa ở mà mày còn đi ra mày còn chửi người ta nữa. Mày nói ở tù cực khổ. Ở tù không cực khổ thì ở đâu mới là mới cực khổ. Mày muốn ở tù sung sướng thì mai mốt đó mày lập ra cái chỗ mà chạy giam của mày đó, mày vô trong đó mày ở sung sướng lắm. Mai mốt mày mà có bắt mày vô chẩm ha, mày nói phan để tôi cắt cái nhà rồi tôi để mày lạnh vô tôi ở tù. Con người của mày ha, là nói thiệt nha, mày á là muốn cái gì ha là mày chỉ cho mày thôi, còn cái đám mà nó bợ mày á là cái lũ ngu si, nó không có não, nó không có miếng não nữa. Ta hỏi mày đó, mày á hở ra mày nói mấy ông thầy tu nó tu cho mấy ổng, rồi mày vô Đại Nam mày cắt cái chùa để làm gì ạ? Rồi hai vợ chồng mày lại ai vậy, lại Phật hay lại ai? Rồi người ta tu cho Phật á mày chửi người ta. Rồi hỏi hai vợ chồng mày tối ngày cấm đầu cấm cổ vô Đại Nam á, chỉnh cái đi lại đi cúng là cúng lại cho ai ạ? Chứ mày nói củ quyền thất tổ mày, chứ mày đừng có nói mày cắt cái chùa cho củ quyền thất tổ mày nha. Mày đừng nói mày không có thờ ông Phật nào, mày dám nói trong Đại Nam không có ông Phật nào đi. Mày dám nói vậy đi.